Kính thưa quý vị thân mến, hôm nay thì Tuấn Vĩ muốn chia sẻ cho quý vị và các bạn chúng ta cái video này, bởi vì Tuấn Vĩ thấy rất là kinh ngạc quý vị, thấy rất là nguy hiểm, nên Tuấn Vĩ muốn chia sẻ cho quý vị được biết. Thì trước mắt chúng ta là một cái mớ rau, gọi là rau bị héo úa đó quý vị. Rồi hôm nay người ta làm cái phép thử là người ta nhúng vào một cái loại dung dịch mà Tuấn Vĩ cũng trên đời mới thấy lần đầu tiên. Là trong cái thau màu xanh đó quý vị, là cái thuốc dung dịch á, dung dịch thuốc. Còn cái xô màu trắng này là nước bình thường nè. Bây giờ người ta nhúng vô cái nước bình thường trước nè. Nhúng vô nước bình thường để mà người ta so sánh đó quý vị. Đó, nước bình thường nè. Đó, bây giờ thì người ta nhúng vô cái thau màu xanh là cái loại thuốc, gọi là thuốc làm cho rau tươi tỉnh. Mà quý vị khi coi thì quý vị sẽ không ngờ mà nó nguy hiểm, mà nó gọi là nó tươi tỉnh tới mức mà chưa từng thấy. Gọi là nó không phải là tươi vừa vừa, mà nó giống như là mình mới hái ở ngoài vườn vô. Đây thưa quý vị, chúng ta hãy xem nha. Nó hồi sinh lên từ từ nha quý vị nha. Nó hồi sinh lên từ từ. Theo Tuấn Vĩ được biết thì cái loại rau này gọi là rau rau cúc đó quý vị. Rau ở ngoài Bắc này gọi là rau cúc. Người ta rảy bớt nước này. Quý vị thấy nó tươi lên chưa? Đó, chưa đâu. Quý vị xem đây rồi sẽ kinh ngạc. Sẽ kinh ngạc. Đây là mới tươi được khoảng 70-80% thôi. 60%. Hồi nữa là nó đứng lên luôn. Nó cổng nào nó ra cổng đó, lá nào nó ra lá đó, chứ không hề mà xếp lại với nhau như quý vị nha. Tới mức mà nó kinh ngạc tới như vậy đó. Cho nên là chúng ta hãy xem để mà biết đường để mà tránh. Còn cái mớ rau cái bên thì nhúng vào nước lạnh bình thường đó quý vị. Quý vị thấy nó tươi chưa? Chưa đâu, hồi nữa nó sẽ bung lên nữa kìa. Cái mớ rau cái bên thấy tội nghiệp không? Nằm chèo queo một bên, đó là nước lạnh bình thường đó quý vị. Còn cái này là đã nhúng vào cái dung dịch gọi là thuốc thuốc hồi sinh đó quý vị. Nên là cũng không biết là cái thuốc này nó làm là của nước nào. Nghi thì Tuấn Vĩ nghi là chỉ có thằng Trung Quốc thôi nó mới làm được vậy thôi. Còn bình thường thì nói các nước khác thì người ta không có ác độc này kia vậy đó. Chỉ có thằng Trung Quốc mới nó ác độc vậy. Cái này ăn vô thì quý vị sẽ biết rồi đó. Đây, bây giờ người ta nhúng vô cái loại thuốc luôn. Người ta nhúng vô cái nước dung dịch của thuốc luôn, chứ không phải là nước bình thường nữa. Quý vị hãy theo dõi nha. Theo dõi cái mớ rau còn lại đó, là người ta mới nhúng vô đó. Hồi nãy thì nhúng nước lạnh, còn bây giờ thì nhúng vô luôn cái nước thuốc. Và quý vị theo dõi thấy nó trở mình nè, thấy chưa? Nó nở ra, thấy chưa? Nó nở ra giống như là một con gà mà ở trong cái trứng của mẹ nó mà mới nở ra vậy đó. Nó cánh nào là cánh đó luôn, quý vị thấy nó đứng lên luôn chưa? Đó, nó đứng lên luôn chứ nó không cần là không cần phải héo héo dừa dừa nữa, mà là giống như ở ngoài vườn mới hái vô vậy đó. Cho nên là nếu quý vị có đi mua rau thì quý vị cũng hết sức là thận trọng. Thứ nhất là mua cái rau của người quen. Điều thứ hai nữa đó là nếu mà thấy mà đáng ngờ đó, thấy nó tươi một cách bất thường đó, là quý vị đừng có mua. Chứ làm sao mà đưa ra chợ rồi mà làm sao mà hẹn tươi được như vậy. Gọi là ít ra cũng vài tiếng đồng hồ ở người ta chuyên chở, không thể nào mà nó tươi đến mức như vậy được. Nên là chúng ta hãy hết sức thận trọng và đừng có bao giờ là lầm tưởng mà mua những cái loại rau này về ăn là chỉ có bệnh là chết. Đó thưa quý vị. Cái này thì Tuấn Vĩ cũng thấy trên mạng, nên Tuấn Vĩ xin đọc lại để cho nó rõ ràng hơn nha quý vị nha. Chứ không phải là Tuấn Vĩ có mặt ở đây. Bây giờ Tuấn Vĩ thuật lại một lần nữa nha quý vị nha. Rồi, Tuấn Vĩ cho quý vị và các bạn chúng ta xem thêm một lần nữa. Đó, xem thêm một lần nữa để cho nó rõ ràng hơn. Bởi vì ban đầu thì chắc là cũng hơi bàng hoàng. Nó gọi là chưa có thực sự là mình chuẩn bị tâm lý đó quý vị. Nên chúng ta hãy theo dõi lại nha. Đây, bó rau nó héo dữ lắm rồi. Héo úa dữ lắm rồi. Đó, bây giờ người ta sẽ trụng vô trong cái thau hóa chất màu xanh. Và còn cái xô màu trắng là nước lạnh thông thường. Bây giờ người ta sẽ trụng vô nước lạnh thông thường trước. Đó, trụng vô để mà phân biệt chứ không gì hết á. Trụng vô để chúng ta phân biệt giữa hai loại nước. Còn bây giờ đây, cái xô màu xanh, cái thau màu xanh này là cái gọi là thuốc dung dịch để mà làm cho rau tươi. Đó, người ta để lên, người ta phân biệt hai loại rau. Cái này là rau dền, còn kia là rau cần ô.
ở ngoài Bắc gọi là rau cúc đó quý vị. Đó, bây giờ chúng ta hãy xem nè, xem nó sự thay đổi tới mức độ nào. Nó không cần phải bẻ ra, không cần phải re nó ra. Đó, người ta rảy bớt nước nè, nó nhiều nước quá người ta rảy bớt. Cái này người ta cũng gan thiệt, cầm vô đó thì không biết nó có ăn tay không nữa. Quý vị thấy không? Bây giờ nó đã khác. Đó, mới có chút xíu, mới có không đầy 1 phút. Không đầy 1 phút mà thấy nó đã tỉnh táo lên như vậy rồi. Quý vị thấy cái sự mà kinh hoàng của nó không? Không ngờ quý vị ha. Làm sao mà nó làm được cái hóa chất như vậy, nó nghiên cứu rồi nó làm. Phải khi mà nó làm được con người mà chết đi mà sống lại được như vậy ha, hay ha. Hay thiệt. Phải công nhận là hay. Mà con người thì chắc không sống lại được, bởi vì con người có tim gan phèo phổi. Cái này là chỉ là lá thôi, nên nó làm cho các cái cọng lá nó dựng lên. Nó ngâm vào cái thuốc gì nó không biết nữa. Mà còn cái mớ rau cái bên này, quý vị thấy không? Nó héo queo à. Mớ rau cái bên nhúng vô nước lạnh bình thường, nó nằm héo queo bất động. Bây giờ người ta thử nhúng vô cái dung dịch này luôn. Đó, người ta nhúng vô cái dung dịch này luôn để người ta so sánh, coi thử bây giờ nó có dậy không, có tỉnh lại không. Mà quý vị coi đó, nó tỉnh lại giống kiểu là con gà mà đang ngủ mà người ta thức nó dậy vậy đó. Nó bung ra quý vị, thấy nó nở ra không? Đó, mắt thường chúng ta cũng thấy nó nở ra nữa, chứ chưa nói đến cái chuyện là làm cái gì. Nó tươi tỉnh hết sức. Rồi, nó nở ra quý vị. Thì phải nói rằng là quá nguy hiểm. Cái này mà ăn vô trong người là coi như bệnh tật sinh ra. Như quý vị thấy đó, thời buổi bây giờ tại sao lại ung thư nhiều, tại sao là bệnh tật nhiều, là do như vậy đó. Đó, thưa quý vị, nên là Tuấn Vy cũng chia sẻ cái video này để cho quý vị và các bạn chúng ta cùng cảnh giác. Nếu mà cái bà nào bán rau mà nhìn cái mặt mà kiểu không có bảo đảm thì quý vị đừng có mua. Xin chân thành cảm ơn các cô chú và các anh chị chúng ta đã quan tâm và theo dõi video clip này. Thì clip này Tuấn Vy cũng thấy một người bạn chia sẻ mà cái tiếng không được rõ ràng, nên Tuấn Vy xin tường trình lại cho quý vị được biết. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin chào tạm biệt quý vị.